trong khi đường vành đai 2 đã mãn tải, thường xuyên ùn tắc, thì đường vành đai 3 được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng vẫn đang nằm trên giấy, dù đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011. Cái đường vành đai 2 đã được đầu tư rất nhiều năm trước đây, và cái bản thân cái số làn xe nó đã bị mãn tải rồi. Cụ thể là như đoạn từ An Sương đến nút Thủ Đức, thì theo dõi đánh giá của tư vấn là lưu lượng xe nó vượt trên 100 PCU trên ngày đêm, là có thể nói là một trong những cái đoạn đường vành đai mà có cái lưu lượng lớn nhất ở khu vực phía Nam, mà tôi nghĩ là thậm chí là của cả nước. Đấy, do là một cái lượng lớn cái lưu thông hàng hóa giữa miền Đông và miền Tây, giữa các khu công nghiệp, xứ cảng thì đều đang sử dụng cái hệ thống đường vành đai 2 xuyên tâm qua thành phố, thì nó sẽ gây cái ách tắc về rồi là gây ra là vấn đề tai nạn giao thông, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường trong nội đô rất là lớn. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng là các cái tư vấn nghiên cứu thì họ đều khuyến cáo là Thành phố Hồ Chí Minh phải sớm cùng với Bộ Thông sớm đầu tư cái hệ thống đường vành đai. Theo phê duyệt, tuyến đường này có tổng chiều dài 98,5 km với yêu cầu triển khai xây dựng trước năm 2020, đi qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng đến nay, chỉ có đoạn số 2 dài 16 km đã được Bình Dương xây dựng trước năm 2011. Những đoạn còn lại, đoạn số 1 từ Tân Vạn đến Nhân Trạch, đoạn số 3 từ Bình Chuẩn đến quốc lộ 22, đoạn số 4 từ quốc lộ 22 đến Bến Lức, kết nối vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Đối với đoạn 1 này thì Trung ương sẽ lo cái phần vốn xây lắp là từ nguồn vốn ODA, còn công tác giải phóng mặt bằng thì sẽ sử dụng cái kinh phí đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, và chúng tôi đang làm việc tích cực với hai địa phương để triển khai cái công tác này, để hy vọng là có thể là khởi công sớm nhất là vào cái quý 1 năm 2021. Theo ông Thi, trước đây đoạn 3, đoạn 4 dự kiến đầu tư hình thức hợp tác công tư có vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB để góp vào phần vốn của nhà nước. Thế nhưng nếu tiếp tục đầu tư theo hình thức này, sẽ gặp nhiều khó khăn và phải tổ chức đấu thầu quốc tế trong bối cảnh luật hợp tác đầu tư công tư chưa có. Việc đầu tư trong nước cũng khó khăn không kém, vì việc huy động vốn tín dụng rất khó sẽ làm chậm tiến độ dự án. Để thúc đẩy tiến độ, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long đang triển khai trước việc tuyển chọn tư vấn thiết kế. Khi hiệp định được ký sẽ tiến hành làm ngay. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai để triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Các nghiên cứu của tư vấn Nhật Bản, Hàn Quốc đánh giá việc đầu tư đường vành đai 3 mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Cụ thể, chỉ số nội hoàn về kinh tế trên 15% không những thúc đẩy kinh tế của thành phố mà còn các tỉnh miền Đông, miền Tây. Hết sức cần thiết và cấp bách. Nó sẽ tạo điều kiện để trước hết cùng với lại các cái dự án đầu tư nâng cấp mở rộng của các công trình giao thông khác của các địa phương ấy, thì nó sẽ tạo điều kiện nó giảm cái áp lực giao thông, giảm cái tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay đó, tăng cái kết nối giao thông giữa các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và đặc biệt là việc đầu tư này là phù hợp với lại cái quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt đối với lại cái hệ thống hạ tầng giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay thì chúng tôi có cái đoạn đường tỉnh 830 từ Đức Hòa đi Bến Lức, nhưng mà đây cũng là tới Bến Lức lại là cái điểm nghẽn, cho nên là cũng chưa phát triển được. Tới đây là nó đã vô thị trấn Bến Lức cho nên là đường nó hẹp lại và không có phát triển về vận tải, cho nên là cái khu công nghiệp trên huyện Đức Hòa cũng như là phía bắc Bến Lức thì cái hệ thống giao thông hiện nay còn gặp khó khăn liên kết vùng để phát triển. Mà khi mà nếu mà đầu tư được cái đường vành đai 3 này thì cũng góp phần giúp cho Long An. Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long, chủ đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang triển khai các thủ tục đấu thầu quốc tế về thiết kế và xây lắp dự án thành phần 1 xây dựng đường Tân Vạn, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch, Đồng Nai thuộc tuyến đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong dự án, thành phần 1 được chia thành 2 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1A dài 8,75 km có tổng mức đầu tư 5.330 tỷ đồng, trong đó đầu tư bằng nguồn vốn ODA 190,9 triệu đô la Mỹ vay chính phủ Hàn Quốc và 1.149,4 tỷ đồng vốn đối ứng nhà nước. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng do các địa phương là tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh chi trả. Còn ở dự án thành phần 1B dài 8,96 km có tổng mức đầu tư 3.931 tỷ đồng theo hình thức BOT, xây dựng, kinh doanh và chuyển giao. Chủ đầu tư dự án cho biết, theo thỏa thuận trong hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về vốn vay ODA thực hiện dự án này, việc chọn nhà đầu tư dự án sẽ đưa ra đấu thầu quốc tế, được giới hạn với sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Như vậy, ở dự án thành phần 1B, đầu tư theo hình thức BOT có nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam tổ chức đấu thầu quốc tế đối với dự án BOT. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó xác định mục tiêu của dự án là rút ngắn hành trình từ thành phố Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Với mong muốn tạo diễn đàn lắng nghe ý kiến phản biện đa chiều từ các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân, bạn đọc, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ. Độc giả có các ý kiến tham gia diễn đàn kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ trên Tuổi Trẻ Online xin gửi bài về hộp thư phituấn@tuoitre.com.vn. Các ý kiến đóng góp xin gửi kèm ảnh nếu có.